Ngày 7 tháng 8 tại thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đến thăm Hội đồng Giám mục Việt Nam. Tham gia đoàn có các đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh, Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Triệu Tài Vinh, Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương, Hoàng Công Thủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước gửi lời chúc sức khỏe, an lành, thánh đức đến các vị chức sắc, đồng bào công giáo. Tại đây, Chủ tịch nước bày tỏ cảm nhận sâu sắc những đóng góp tích cực của đồng bào công giáo cả nước trong nhiều hoạt động xã hội, đồng thời khẳng định Đảng và Nhà nước luôn nhất quán thực hiện đường lối chính sách tôn trọng và đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo. Đồng chí Võ Văn Thưởng chia sẻ, chuyến thăm Hội đồng Giám mục Việt Nam lần này rất ý nghĩa, nhất là sau khi Chủ tịch nước cùng phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam có chuyến thăm thành công tốt đẹp tới Áo, Italia và Tòa Thánh Vatican. Đặc biệt trong chuyến thăm Vatican, Chủ tịch nước và phu nhân đã hội kiến Giáo hoàng Francis, làm việc với Thủ tướng Tòa Thánh Vatican, khẳng định quan hệ Việt Nam-Vatican ngày càng phát triển tốt đẹp. Dịp này, Chủ tịch nước bày tỏ mong muốn Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng thực hiện hoàn thành tốt khẩu hiệu hành đạo, hiệp thông và phục vụ, góp phần tích cực cho sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc, sự nghiệp phụng sự tổ quốc, phục vụ nhân dân. Chủ tịch nước chúc Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng và các ngài giám mục sức khỏe, an lành, hoàn thành sứ mệnh cao cả của giáo hội, xứng đáng với niềm tin, sự yêu thương của cộng đồng công giáo Việt Nam. Đáp lại tình cảm của Chủ tịch nước, Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng trân trọng gửi lời cảm ơn Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và đoàn đến thăm, đồng thời khẳng định thực hiện tốt khẩu hiệu hành đạo, hiệp thông và phục vụ.